600.000. Nó bảo ok, 60.000 một cân. Ok, nó 60. Ôi ma, 9 con được 1 cân. Thế à? Nước rồi, nó cho đá vào mà. Đây là con cua. Đây này, tôm này, cậu chụp cái tôm này. Đây nha, xếp ở đây cho cậu chụp nha. Dạ, bó công thuộc. Cô này cua biển hay là cua... Cua biển to. Tôm kiểu to ấy. To thì phải tôm hùm đúng không? Tôm to hơn. Tôm hùm to hơn à? Đúng rồi. Thế hôm mẹ ở con đảo ăn cái tôm mũn đi, ở đây chưa nhìn thấy ở đâu, mới thấy mỗi ở con đảo có. Thế à? Tôm mũn đi. Tôm mũn đi ăn còn mọi người, có người người ta bảo ăn ngon hơn tôm hùm. Có người thích hơn tôm hùm. Tôm mũn đi ở Nha Trang bán 2 triệu mấy. Thế cơ á? Ở kia có mấy trăm nhỉ? Mấy trăm ấy, không đến 1 triệu đâu. Mấy trăm thôi. Đấy. Sao? Ừ, mức vấn đề đây. Mức cho nó mát lên. Ghẹ rồi. Để đây. Ghẹ cũng cho ngăn mát. Không, mà cho ghẹ ngăn mát rồi. Sao rồi? Sao đấy? Dưới cho vào cái thùng dưới để cho con bẩn rồi. Mấy cân cua này thành mấy cân? 2 cân. Cua thì thực ra là như mẹ lại không thích ăn bằng mẹ. Sao thích ăn cua? Cua thì cũng hay hỏ luôn. Không phải là dày vỏ mà là nó cũng ăn không, nó cũng gậy, nó không ấy. Có một khoai mà. Mua một đi ăn đi. Thôi, cắt tôm mà chị. Đây, bỏ cái tôm mời bác. Để lấy tay mẹ đang bẩn về chứ. Con tôm này bác ra cậu cứ cắn thì ngập. Ngập lợi. Ngập luôn. Ngập không hết đi chứ. Hết cả. Chọn được con á, chắc mình mua. Hết cả. Con tôm của cái cô kia là nó màu xanh xám. Nhỉ? Yeah. Nó không tươi bằng. Nó xanh xám. Đây là ghẹ đấy. Muốn chụp ghẹ thì cho lên. Ghẹ này quảng cáo 60.000 một cân thì nhau cứ dân tình. Còn lại bé hơn nữa mà chết rồi mà bán có 30.000 để có canh ấy. Ừ. Ghẹ xanh ngắn hơn. Con này ngủ thì không đến mà. Thế còn em bên thì với chưa là nhiều con nó khác. Đây là 2 cân. Chắc là 2 cân, hả Minh? 2 cân gì ạ? Ghẹ. Ghẹ chân 6. Chân 6 bất đông nhỉ. Cái lần ra Mũi Né thấy hai ông bà mua có mua một xô, nửa xô, một xô có 150 mà ăn suốt buổi sáng mới hết. Tại vì nó nhiều quá. Nhưng mà rất chi là ngọt. Ủa, ăn ngon lắm, chưa ăn ở đâu mà đồ này. Ủa, thế mạnh à? Dạ. Ủa, ăn buffet. Mọi mệt à? Chắc là lại chóng mặt, đi nắng.